Dạ, hai cà chín nha. À, cà chín à. Ở đây không hái nguyên chùm được, tại vì trái chín chứ không. Giờ sẽ lựa mấy trái chín trong cái chùm này để hái. Trái chín dễ thương rồi, được một trái chín rồi. Này được một trái nè. Đã chưa? Đây đã chưa, đó bóng lưỡng ở cái nhánh bên này hái tiếp nha. Bây giờ mình sẽ qua cái nhánh bên này mình hái tiếp. Nó đó phải hái không thôi là cái trái đỏ này nó sẽ chín, nó bể ra. Đó, nó đó. Đó chưa? Quá xa đã. Quá đã. Cái lượng mấy trái chín ở trong này hái nè. Trái đỏ này chứ. Thì ta chơi nhìn như bự lắm vậy đó. Đó, được như này rồi nè. Bây giờ qua cái cây bên kia hái tiếp. Bây giờ qua cái cây bên này hái tiếp. Mấy bạn có thấy cái trái chín chưa? Đó, nó chín chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ hái tiếp. Mình sẽ lựa mấy trái chín mình hái tiếp. Đó, phải leo tuốt bên trên để hái. Đó, thấy chưa? Sẽ hái tiếp mấy trái đó. Biết hái tới rồi không? Đã chưa? Hái được một chùm rồi, đã chưa?
chung đó rồi. Thôi 20 cái chai lẻ tẻ ở dưới này đi. Đây. Đó, một cái chai lẻ tẻ. Chai này nhìn đẹp không nè. Wow. Wow, chai này nhìn đẹp không? Chai này là loại khác. Không ngọt bằng. Cho trên. Yeah. Oh oh, my god. Oh oh. Không thấy, mình hái luôn trái xanh này. Oh oh, uổng quá. Hái luôn trái xanh rồi. Uổng quá, uổng quá. Bây giờ phải lựa cái trái tốt bên trên. Đó. Ai cái dạng này. Hái cái em này mới được. Hái cái em đang núp này. Ooh yeah, ooh yeah. Cái này cho hái luôn, cái trái nhỏ nè. Trái nhỏ cũng muốn hư rồi. Đây. Trái nhỏ nó cũng muốn hư rồi. Mình phải hái thôi. Đã chưa? Như là một chùm nho vậy đó. Như là một chùm nho vậy đó. Mình hái hết hai chùm rồi. Mình phải vớt hết hai chùm rồi. Ổn chưa? Có mấy cái trái nè. Mình định cắt mấy trái chín để cho trái này nó bự lên nó sẽ chín, nhưng mà nghĩ chắc để nó cũng rụng mà phía dưới này nó đụng cái cây ở dưới nên chắc nó cũng bị hư rồi. Đây mặt lên nó cũng bị hư rồi nên sợ để lâu nó cũng hư rồi, sợ nó cũng bị thối. Đây để lâu mà mình không ăn á, không hái liền á, trái chín quá đó nó sẽ bị nứt ra như vậy. Nên phải hái. Đó. Đẹp chưa? Quá đẹp. Là bây giờ trên này, túi ở trên này nè. Có một chùm nó không biết có trái nào chín không. Đó.
Có, mình sẽ hái. Sẽ hái nó xuống. Phía sau cũng có một trái chín. Đây, ở trên này. Trên này nó có một chùm chín đây. Đó. Một chùm chín đó. Đó. Bây giờ mình sẽ hái mấy cái trái chín đó, đó. Để không thôi nó ở trên cao nắng chiếu cho nó sẽ bể ra. Đó, bây giờ mình sẽ hái đó. Đã chưa? Đây. Đây, núp ở trong lùm đây. Ở trên cao chứ không phải núp trong lùm. Bây giờ mình sẽ hái nó.